Trong hai ngày 19 và 20 tháng 12 năm 2015, chương trình KK Day 2015 đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với số lượng khách hàng đăng ký trên 2.000 xe, nhưng ban tổ chức chỉ giới hạn 400 xe để bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đây là sự kiện khép lại hoạt động của chuỗi chương trình vì cộng đồng ô tô Việt trong năm 2015 của Bridgestone Việt Nam và Bệnh viện ô tô nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, kỹ thuật và chia sẻ kiến thức chăm sóc bảo dưỡng xe cũng như lái xe an toàn cho người sử dụng ô tô tại Việt Nam. 2015 cũng là năm đánh dấu sự lớn mạnh cả về chất và lượng của KK Day với sự chung tay của 7 thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực ô tô. Đây cũng là sự kiện nhằm lan tỏa thông điệp không nhắn tin khi lái xe đến cộng đồng tại miền Nam nói riêng và Việt Nam nói chung vì một môi trường giao thông thân thiện, văn minh và an toàn hơn trong thời đại bùng nổ điện thoại thông minh hiện nay. Năm nay chúng tôi phát động chiến dịch không nhắn tin khi lái xe trên toàn quốc. Mong muốn của chương trình là các tài xế hãy đặt điện thoại qua một bên khi đang lái xe. Theo một nghiên cứu của Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, vừa lái xe vừa dùng điện thoại nhắn tin có nguy cơ gây tai nạn cao gấp 23 lần lúc lái xe bình thường, bởi trung bình con người phải dành ra khoảng 4 đến 6 giây gửi hoặc đọc một tin nhắn trong khi lái xe, còn lúc nhắn tin khả năng mất tập trung tăng lên đến 91%. Ngay tại sự kiện, rất nhiều khách hàng đã cam kết bằng cách lăn dấu tay và ký tên hưởng ứng chiến dịch không nhắn tin khi lái xe, đồng thời cho biết sẽ phổ biến tới người thân và bạn bè để dần bỏ thói quen này. KK Day tại thành phố Hồ Chí Minh năm nay có thêm một kỷ lục về số lượng khách hàng với trên 2.000 xe đăng ký, nhưng ban tổ chức chỉ giới hạn 400 xe để đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đến tham dự chương trình, ngoài việc những chiếc xe được chăm sóc, các chủ xe còn sưu tập thêm nhiều kiến thức bổ ích về lái xe an toàn, cách bảo dưỡng, vận hành xe tốt nhất thông qua các trò chơi và các bảng thông tin hướng dẫn. Chương trình KK Day 2015, chúng tôi có thêm nhiều dịch vụ mới hơn so với những năm khác, đó là dịch vụ thay nhớt tại chỗ, cũng như là các cái dịch vụ khác đều được cải tiến tốt hơn, chăm sóc khách hàng được thời gian được nhiều hơn, cũng như là mỗi khách hàng được trải qua khoảng chừng 65 phút trên một xe. Thời gian chăm sóc xe tăng lên thành 65 phút với 8 bước cho mỗi xe, giúp những xe tham dự được chăm sóc toàn diện, tỉ mỉ với sự hỗ trợ chuyên sâu bởi các kỹ thuật viên chuyên nghiệp từ các hãng. Bridgestone Việt Nam và Bệnh viện ô tô mong muốn mang nhiều giá trị và kiến thức thực tế đến cho khách hàng khi tham gia chương trình. Bên cạnh đó, UNESCO trong vai trò bảo trợ hoạt động xã hội cũng đồng hành cùng chương trình thực hiện các hoạt động thiện nguyện nhằm đưa những cam kết trách nhiệm cộng đồng từ Bridgestone Việt Nam, Bệnh viện ô tô và các đối tác đến gần hơn với xã hội. Toàn bộ kinh phí thu được từ chương trình từ thiện cho 6 trường hợp trẻ bị tai nạn giao thông nhằm giúp các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.